Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Triệu Lệ Dĩnh làm gì nên tội mà khiến đạo diễn Ai Là Hung Thủ tuyên bố không muốn tiếp tục hợp tác nữa. Trong khoảng thời gian này, Ai Là Hung Thủ của Triệu Lệ Dĩnh vừa lên sóng trên màn ảnh nhỏ và được công chúng hết mực quan tâm. Ai Là Hung Thủ với sự tham gia của Triệu Lệ Dĩnh, Tiêu Ương và Đổng Tử Kiện chính thức bước chân vào đường đua trên màn ảnh nhỏ, ra mắt trực tuyến vào tối ngày 5 tháng 12. Với đề tài hình sự phá án vô cùng gay cấn, Ai Là Hung Thủ được khán giả đánh giá cao và có khả năng sẽ đánh bại những bộ phim đình đám hiện đang lên sóng như Hậu Châu Phu Nhân, Nữ Bác Sĩ Tâm Lý và Phong Khởi Lạc Dương. Như chúng ta đã biết, Ai Là Hung Thủ với sự tham gia của Triệu Lệ Dĩnh, Tiêu Ương, Đổng Tử Kiện đã nhanh chóng chiếm giữ vị trí hot sau khi ra mắt. Thậm chí ngay trong quá trình ghi hình, bộ phim đề tài huyền nghi trinh thám này đã nhận được rất nhiều sự chú ý của khán giả, khiến bao một phim háo hức hóng chờ phim. Ai Là Hung Thủ kể về một vụ án mạng liên hoàn xảy ra vào thời điểm 16 năm trước đây, khi những chân tướng sự việc vẫn chưa được hé lộ. Có rất nhiều người liên quan đến vụ án này, hơn nữa chính họ cũng có những bí mật không thể tiết lộ cho ai biết. Lý do khiến bộ phim Ai Là Hung Thủ được kỳ vọng sẽ là bom tấn màn ảnh nhỏ trong giai đoạn cuối năm, vì tác phẩm lần này có sự góp mặt của những ngôi sao thực lực, đặc biệt có sự chỉ đạo của vị đạo diễn Tôn Hạo. Ông cũng là đạo diễn của bộ phim Khánh Dư Niên từng làm mưa làm gió trên màn ảnh vào năm 2019. Tôn Hạo cũng từng được đề xuất ở hạng mục đạo diễn xuất sắc nhất tại giải Bạch Ngọc Lan với Khánh Dư Niên. Không chỉ vậy, Ai Là Hung Thủ cũng là bộ phim thứ hai mà Tôn Hạo hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh sau dự án Thực Tập Sinh cách đây 6 năm. Tuy nhiên mới đây, Tiêu Ương, một trong bộ ba của phim, đã nhận được lời mời phỏng vấn và chia sẻ vài điều về bộ phim cũng như dàn diễn viên. Đáng chú ý là khi nam diễn viên tiết lộ về Triệu Lệ Dĩnh, cách đây vài hôm, đạo diễn Tôn Hạo, người cầm lái tác phẩm của chúng tôi, chia sẻ dù rating của Ai Là Hung Thủ có khủng như thế nào đi chăng nữa thì cũng không muốn hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh và Đổng Tử Kiện nữa. Khi phóng viên hỏi nguyên nhân vì sao đạo diễn lại có suy nghĩ và quyết định như vậy, thì nam diễn viên Tiêu Ương khiến khán giả phì cười với câu trả lời. Đạo diễn nói rằng, Triệu Lệ Dĩnh, Đổng Tử Kiện quá chăm chỉ, ngoài sức tưởng tượng của tôi, hai người họ luôn đến phim trường sớm nhất, khiến chúng tôi có muốn ngủ nướng cũng không nỡ. Nếu có cơ hội hợp tác lần nữa, thì họ phải mua cho đạo diễn cái túi giữ nhiệt hay chiếc ấm gì đó, không thì thời tiết lạnh thế này, làm sao mà dậy nổi. Xưa giờ, Triệu Lệ Dĩnh vốn là tam nương liều mạng chứ danh của làng giải trí Hoa Ngữ. Sau nhiều năm vật lộn, Triệu Lệ Dĩnh đạt được rất nhiều thành tích và có chỗ đứng nhất định trong làng giải trí. Đến nay, cô được biết đến là nữ hoàng rating đình đám của showbiz Hoa Ngữ. Dù là ngôi sao hạng A đình đám, được săn đón nhất nhì hiện nay, nhưng Triệu Lệ Dĩnh không vì thế mà tỏ ra ta đây hơn người, vẫn luôn đối xử với mọi người một cách ấm áp, chân thành. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.